mì sườn la sườn chân ba miếng sườn gói riêng đúng không chị? Ừ. 150 vậy này. Đó, một vậy là 150. Một dây vậy phải không? Có nhiều đứa nó ăn còn nhỏ xíu. Con nhỏ xíu nó tới đây nó còn nhìn nó nói đó con đi ăn hả? Con còn nhỏ xíu. Giờ đi làm hết rồi. Sườn bị giả bốn hả? Tới gì? Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Buổi tối mình đi ăn cơm, mình quay chia sẻ đến cả nhà là cơm ở đây ngon. Ở cơm Tuyết Cây Gõ nha, số 933 của Hồng Bàng, phường 9, quận 6. Bởi vì sao biết ngon là mình ăn rồi, xong rồi giờ mình mới quay giới thiệu cho cả nhà. Và ở đây là đặc biệt rất là đông, mà khi mà mọi người đi qua cái hướng mà ngay Hồng Bàng chỗ này thì thấy là khói bay lên mù mịt luôn. Cái mùi thơm 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 luôn. Đó là chỗ của cô Tuyết bán nha cả nhà. Đó, nướng thịt là nướng xuyên suốt ở trong đây luôn. Anh ơi, phim vô đây luôn nè. Thấy nướng nào? Miếng sườn nào miếng sườn nấy to tổ chảng. Xong rồi ha, thơm phức luôn bay lên mặt khói rồi này kia nữa, cho nên là đặc điểm nhận dạng rất là dễ. Thấy rất là đông luôn cả nhà. Tôm chân 65, một sườn chân, một da heo cuốn 57 với 33, 90, 65, 150, 65 cơm lên là 70, 70, 90, 160, hói 40. Là như cái dĩa bự này nè, dạ. Là sườn bì chả ốc la 4 dạ. Món đó là 78 ngàn, dạ. Đó là nhiều món là nhiều tiền, tiền. Sườn tiêu chuẩn là 46 ngàn dĩa, sườn chả, sườn bì đồng giá, sườn ốc la 57 ngàn dĩa, dạ. Đó. Rồi còn á, cơm với mực là tùy theo món, tùy theo giá. Giống như mỗi ngày nó đa dạng giá. À, sườn chả có thêm không? Không, cơm không, sườn chả. Là ba hộp. Có hai hộp, bán đi trước đi. Chị nói chị. Nè, một sườn bì nè. Một sườn chả. Thêm một cái nước mắm này là 1 ngàn hả? Đem về là 1 ngàn, nghe rồi. Bí quyết làm đấy. Đúng rồi. Cá chai đó là thêm 1 ngàn đem về thôi, là tính tiền phí cái này thôi. Dạ. Cái hoàng không có tính gì đó. Nghe rồi. Cái đó hộp sườn hộp chả, có sườn bì sườn la sườn chân ba miếng sườn gói riêng đúng không chị? Ừ, chị nói là em nghe được hết đó. Quá nhiều quá em hiểu luôn đúng rồi đó, em mến chưa rồi đó. Có nghĩa là ở đây là sẽ có 21. Ô đẹp quá, món đó là miếng chả hả? Chả chân muối, dạ. Wow. Còn cái này chả gì nữa cô? Chả cua nướng. Chả cua nướng. Một chả. Có là chả chân rồi chả cua. Rất là ngon luôn cả nhà. Ngon rồi cơ. Rồi sao nhiều quá vậy? Hộp sườn mì bông phải không? Một thế giới luôn á. Cái chả này với cái chả đó là giống luôn cô. Khác nhau. Khác nhau nữa. Cái này mắm chân, cái này chả muối chân, cái này chả cua nướng. Chút xíu, ngừng chút xíu. Dạ, 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 cho xe ra. Nhìn cơm quá trời hấp dẫn luôn cả nhà. Đây là rất là nhiều món nha. Mỗi món chả là sẽ có nhiều loại chả khác nhau nữa. Đây là cơm tấm Tuyết Cây Gõ nha cả nhà. Ở 933 của Hồng Bàng, quận 6. Dễ gì à Ngân? Càng về tối là càng đông mất luôn. Đúng. Dạ. Ở đây là cô bán mấy giờ? 2 giờ chiều. Dạ. Tới 10 giờ đêm. Món nào món nấy có hoành tráng hết luôn. Chắc con nghĩ là đặc trưng nhất của mình là chắc chả cua quá cô hả? Sườn bì chả là đặc trưng đây. Dạ. Sườn bì chả. Dạ, mà chừng phỏng quá ha. À rồi. Đây là khá đông, cô múc liên tục luôn. Hả? Cô múc liên tục luôn. Vậy mà muốn giảm ra giảm không nổi, cứ lên hoài. Nhầm khi làm mệt quá nên ăn nhiều hơn xíu. Uống nhiều chứ ăn ít. À, uống nhiều à. Bác làm đây sườn chả sườn gì? Cô
vậy là cô Tuyết luôn á. Đúng rồi. Dạ. Cô Tuyết cây gỏi là quá trời rồi, nổi tiếng rồi cả nhà. Cô là cô Tuyết không ạ? Cô còn cái món xé xé như này là món thịt hả hay là cái đó là khô chà bông? À dạ khô chà bông. Khô chà bông. Dịch sao ạ?
heo kho á hả cô? Đúng rồi. À, da heo kho riêng vậy luôn á. Kho nước dừa hả? Dạ. Cái này hai dưới sườn hả? Video như đến giờ là Càng Ngọc quay là không ngừng luôn á, cô cũng ngừng tay luôn cả nhà, cái lượng khách lớn
xong rồi phần đó là mỗi người sẽ ăn một cái khẩu phần khác nhau, giống như ăn thịt, ăn biển, chải gì đó phải lấy từng cái nữa, cho nên ra cái hành động đó nhìn nhiều và hay á. Tôm chả. Dạ. Với sườn bì với tôm chả nhớ giùm. Rồi. Con không mở hành nha. Cái nào không mở hành? Dạ tất cả hai là không mở hành hết luôn. Với tôm chả, với sườn bì không hành hết. Dạ. Cả nhà ơi. Hôm nay Ngọc đi ăn cơm. Cái anh quay phim nói là chỗ cô nổi tiếng lắm. Bây giờ thôi vừa ghé ăn xong rồi vừa quay luôn cho cả nhà mình. Thành ra là có clip này. Cái này là phần chả nha, đây là chả cua. Có nhiều loại chả lắm, chả cua, rồi chả hấp. Chả hấp là chả trứng muối. Xong rồi thêm đó là cái phần mắm chân nữa. Rồi cái chả gì nữa ta? Còn cái chả gì nữa? Miếng bự quá. Đây là một miếng sườn, biệt ở đây là mọi người cứ thích ăn là sườn bị chả luôn. Thì mình mới gọi thêm canh tối qua. Tại vì với cái mức là cô thì nhiều món nhưng mà mình không thể nào hết ăn hết một lần mà gọi quá nhiều á cả nhà. Cho nên là sự phong phú món thì cả nhà sẽ có thể là nhìn lúc mà mình quay ha. Ngon. Anh bé yêu không? Ngon. Cái phần sườn á, nướng lên đem gia vị rất là đậm và nó sẽ có cái hồng ngọt ngọt ở trong đó. Cái đặc biệt nữa là nó sẽ mềm, nó sẽ là mềm nha cả nhà. Không có bị nướng lên rồi nhưng mà không có bị khô nha. Có mềm mềm thịt, mọng gia vị. Đặc biệt là miếng sườn to. Mình chay nước mắm lên. Xong xin miếng chả. Thấy Ngọc nghe mấy anh nói có nghĩa là anh chị bạn Ngọc nói là khi mà buổi sáng nướng cái phần chả này nè rất là đẹp luôn, nhưng mà mình chưa có cơ hội để quay được cái cảnh đó cho cả nhà. Để thử hôm nào mình có xin thử coi, nếu mà ok cái mình sẽ xin cô vô quay ha. Ngành chả chả là thấy không, bình thường cô bán chả. Dạ. Dạ anh nhiêu cô? 33. 1, 2, 3. Rồi cô hỏi con 10.000. Dạ. Hỏi con ha. Dạ. Rồi ăn tiếp đi. Rồi xong gọi nước suối đồ này kia là tính trước rồi cả nhà. Tại nhầm khi nước viên với lại phần cơm riêng. Cái phần chả này cũng có nghĩa là khá là chắc luôn. Thôi đựng sẵn ra để dạy cho cả nhà mình dễ nhìn thấy. Nướng là rất là thơm. Xong rồi kiểu là có phần thịt chắc thịt ở bên trong. Nướng lên thì kiểu y chang như mình có giống như cua mình nướng lên nó cũng sẽ có vậy, mùi như vậy đó cả nhà. Thử một cái nữa. Cái hồ à?
chả khô này nó sẽ khác với cái chả bình thường. Chả khô kia, mấy cái chả kia nhìn nó chắc hơn, chả này là giống như là nó sẽ có một lỗ lỗ nè. Có lỗ lỗ hơn, cũng rất là đặc thịt ở bên trong nha cả nhà. Gia vị nêm theo mình thì từ nước mắm cho đến gia vị nêm của phần cơm thì Ngọc thấy là rất là hợp với gia vị khẩu vị của mình. Khẩu vị là mặn mặn ngọt ngọt, và đặc biệt là hướng mà hướng về đây là gần Bến Xe miền Tây rồi, cho nên thành ra là cái hương vị nó sẽ đặc miền Tây đặc Nam hơn cả nhà. Ngon, nước mắm chua chua hả, thơm đậm đà, ngon cả nhà. Rất là cũng rất là cuốn luôn. Cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn cô. Cô cho cái bill. Cô cái bill. Thế hương vậy. Là bỏ vô bóp chè chút. Đó, về cơ bản thì mình nghĩ là cơm ở đây thì mọi người cũng chắc là nhiều bạn ăn rồi. Mình là chắc mình quay hơi trễ. Hồi lúc trước thì mình cũng có ăn gần đây một quán, nhưng hôm nay thì trời Ngọc thấy ăn quán này ok. Ăn quán này ngon hơn đó cả nhà. Ở đây sẽ là số 933 nha, của đường Hồng Bàng, quận 6 nha. Bán từ lúc 2 giờ đến khoảng 10 giờ tối nha cả nhà. Rồi nếu mà có cơ hội, ví dụ mình quay được cái gì nữa về cái nội dung hay là về cái cảnh làm, cảnh nấu đồ á, thì Ngọc sẽ đăng tiếp những video tiếp theo nha. Cả nhà nhớ theo dõi nha. Ok, mình tăng tiếp. Thì gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Mấy cơm bự nè. Đó, sườn bự quá. Bye bye. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo.